các bạn mình là Bobby Kid đây. Hôm nay mình sẽ thôi hồi hộp mấy cái con mới nhất năm 2017 rất là đẹp, và con này sản xuất từ năm 2017 mới tinh luôn các bạn nha. Con này thì chỉ có tại Bobby Kid mới có thôi. Các bạn mong like và subscribe và chia sẻ cho mình biết con này có đẹp hay không. Đừng quên là nhấn cái chuông nữa nha, để có video nào mới thì nó sẽ ring là mà không phát thì cái video nó sẽ hiện lên đó. Thôi bây giờ mình sẽ làm nó hàng vòng nữa. Bây giờ mình sẽ phối hợp nha nha. Mẹ khác con nói hàng vòng mà bò nói nhiều quá các bạn ha. Cái con này á, là chị cũng mới mua luôn, màu hồng đẹp quá mà. Nó được cái công ty Baizi sản xuất năm 2017. Cái này nó có bộ phim hoạt hình rất là nổi tiếng luôn. Chị không biết là năm nay á, thì Việt Nam mà nó có nhập về hay không. Nhưng mà hiện tại thì ở Việt Nam thì chị chưa có tìm thấy. Rất là đẹp. Các em hãy cho cái bộ đồ chơi mới này một like nha. Nếu như mà đạt 1000 like tiếp tục thì sẽ mua tiếp những cái bộ đồ chơi rất là hot, rất là mới luôn. Like tuần rồi mình sẽ mở một cái kênh, đó chính là bo chơi game, đó chính là nói chung là chơi Minecraft đó các bạn. Bạn hãy đón xem nhé cái kênh đó. Thiệt không? Thiệt. Cái này là mới luôn nha. Rồi tập 1, tập 2, tập 3 này. Ủa đâu ra vậy? Ai làm video cho con mà con mở? Trong quá trình chị khui hộp thì Bo đã biến hình thành một anh siêu nhân. Bắt lên, bắt lên. Wow. Trời ơi, ta bị rất là kỹ luôn. Kỹ quá kỹ. Wow, đẹp quá, màu hồng mẹ rất thích. Wow, thật là vi diệu. Hãy nhìn kỹ vô cái này nha, thấy là bí mật của thượng đế. Đây có lúa, hồi nãy có hai màu đen, màu đen này không có màu đen. Đó, kinh dữ. Cái món đồ chơi này nó giống như chiến xa thần thú vậy các em. Cũng có cần gạt nè, bốn cái bánh xe. Nhưng mà có điều là nó không có bắt xu. Này mình đè nó xuống. Đó, khi mình đè nó xuống thì nó ngủ, mắt không có thấy. Hai cái tay quật ra phía sau. Rồi để đánh thức của nó, đó là một là các em đè chỗ này, nó cũng xoay 360 độ. Nhưng mà khi chị đè thì cái độ nhảy của nó không có đạt. Cho nên á là cái này mình chơi thì mình phải dùng thêm một cái súng nữa. Ở đây chị sẽ lấy là chiến lâm xạ thủ nè, mình bắn thử. Là như vậy. Khi nó nhảy xong 360 độ thì nó cũng biến hình thành có mắt, mũi, miệng và hai tay của nó về vị trí ban đầu. Và có một điều đặc biệt nữa là các em hãy để ý cái chỗ này. Ở đây là hình cái búa nè, cái bàn tay á, cái bàn tay nắm lại là hình cái búa nè. Cái này là cái bao đúng không? Cái này là cái kéo đúng không? Đó, kéo búa bao. Cho nên nếu như mà hai người chơi thắng hay thua là nhờ vào cái kéo búa bao này nè. Như vậy thì phải có thêm một con nữa để chơi cái này thì nó mới thú vị. Nhưng mà giờ trước mắt á, thì cho Bo bắn con này thử xem Bo bắn có được hay không nè. Sau một thời gian thì Bo đã biến hết rồi. Bao cho nên Bo. Bây giờ chơi một cuộc chơi nha. Nếu như mà con bắn trúng cái con này là biến hình thì sẽ được một món quà ở đây. Rất là nhiều quà luôn, cứ cái này ghê á. Đôi mắt này nhìn thấy ghê quá.
kẹo lưỡi dài. Cái này là bia. Nếu thua là ăn kẹo thuốc. Ủa cái này của ta mà sao ngươi lấy vậy? Rồi bắn cặp một cái là bị ăn một kẹo thuốc dưng kẹo thuốc vậy thôi. Rồi thua rồi, ăn một viên kẹo thuốc. Experiment gì thua vậy? Wow, cái hộp kẹo thuốc này nó rất là nhiều nè. Nhưng mà cái này thì nó có quay. Hay quay mình bỏ vô đây. Ai trúng cái gì? Còn ai con quay đi, ta trúng cái gì thì bóc cái đó. Bóc cái đó. Đúng á. Đây. Mình sẽ đổ kẹo thuốc vô cái hũ này. Wow, kẹo thuốc nhiều quá. Này là ăn sắp mặt rồi, sắp mặt rồi. Rồi. Rồi quay đi. Chưa ăn mà sao biết thôi. Cái gì? Màu đen. Màu xanh. Màu xanh. Xanh lá cây á. Hãy xếp. Giờ giờ giống anh Bi. Đây là gì? Bây giờ giống anh Bi rồi đó. Ồ, con giống anh Bi rồi đó. Rì cỏ đỡ đỡ. Rì cỏ hả? Không có người. Ồ, rì cỏ. Dê. Yeah. Dê. Yeah. Ê, xa chứ. Trời ơi. Rồi, thua một cái nữa. Rồi, thua rồi. Ăn kẹo thua đi. Đây. Chấm thua luôn. Rồi, thua luôn. Bắn ai biểu. Gần vậy mà cũng thua. Cái tội ăn gian là vậy á. Ê, quay lại. Ăn gian. Này. À, màu đó. Rồi, ok. Tưởng ăn gian chứ. Xin lỗi nha. Vì đã trách nhầm. Một là vì đào. Thì đào thúi. Hai là vô minh. Vô minh. Hy vọng là đào nha. Mình khổ quá. Ê, ăn cho hết chứ. Ai chơi nhã, nhã là phạt ăn thêm viên nữa. Tội nghiệp quá. Có gì không chơi bây giờ cho. Còn trời ơi, bắn mà cũng chơi, bắn dở, ai biết bắn dở. Trời ơi, chơi. Gì vậy? Chơi gì mà chơi cười để gì gần dữ hả? Tại con mới cho một cái cuối cùng chứ. Anh Giang. Cái đồ anh Giang. Anh Giang cũng. Đây lại. Là kỳ cỏ. Đâu quay lại. Kỳ cỏ đúng rồi. Đâu quay lại đây. Tao ghét quá. Kỳ cỏ. Vì cỏ đỡ mà. Lỡ chín vượt. Lam. Một là lam, hai là chip burger. Mày bị cỏ không? Chùi. Bắn gì mà tự nãy giờ nó không có nhảy nổi mà. Yeah. Mừng quá. Mừng quá. Yeah. Lấy cái gì? Món gì? Đó, cho lựa đó. Ủa cái kia đâu? Lấy món nào? Lấy món thôi chứ. Rồi lấy cái đó đúng không? Thua luôn hả? Review luôn. Kẹo nổ đó con bỏ vô miệng cái nó nổ tách 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 đó. Này con, thôi mày cũng review rồi. Này là trang giấy Halloween rồi. Được rồi, và bây giờ sẽ ăn tiếp một. Một cái công đoạn cuối cùng ấy là ăn. Gián cuối cùng, tại vì chuẩn bị coi gián cuối cùng. Không có giờ nó có ngon không? Chưa.
Được á. Nhưng mà mẹ nghe á. Bẹp. Được. Nhưng mà cảm giác sao? Đã. Bây giờ mát xa luôn. Dạ. Ăn đi mà chua lắm. Chua lắm hả? Mà mình còn nóng kìa rồi. Nó nổ tách 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 trong miệng á. Ở nước là nó sẽ tầm bờ mình nổ. Ừ. Chào cuối cùng. Yeah. Anh gian quá, yeah. Bấm để gần vậy sao không trúng được. Không, tôi có bị. Này dài là còn chua. Này kìa nó dài mất các bạn. Các bạn hãy ăn về nhà, mình biết các mình biết các anh nào. Các bạn ngỡ này ra trước. Không, các bạn ngỡ cái miếng kẹo dẻo ra nè. Chuẩn bị như con ma nè. Mà là dù các bạn mà ăn vô trên trường, trời ơi mắc kia nhóc hay là quỳnh dép luôn. Buổi tối á, đúng rồi, nhớ mẹ cho mẹ nha, nhớ mẹ đó chưa. Vậy có bạn nào mà thích ăn chua thì mới ăn được này. Thì nó rất là chua. Các bạn, các bạn nha, mà ăn đây các bạn nhớ là share và bấm like và subscribe. Và đừng nhớ là bấm cái chuông để các bạn có nhiều video mới nha. Bye bye.